Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh của mình. Hôm nay mình có một đề tài muốn chia sẻ đến mọi người về những lý do không nên kết hôn sớm. Mọi người cùng theo dõi nha. Vlog này của mình có tính chất tham khảo và không có tính chất bắt buộc, tại mình biết là không bắt buộc được ai hết, nên các bạn cứ tham khảo nhé. Thì khi mà mình còn trẻ đó, mà mình kết hôn sớm thì mình chưa suy nghĩ kỹ và chưa đủ chín chắn để biết cái nhiệm vụ của mình sau này sẽ làm gì. Tại vì nhiệm vụ của mình là sẽ làm người vợ tốt và người mẹ tốt. Mình không có đủ trưởng thành đó, thì cái nhiệm vụ của mình sẽ không được hoàn thành. Và đó là một những nguyên nhân khiến hôn nhân dễ tan vỡ nhất. Các bạn cần phải có thời gian để tìm hiểu cái người mà sắp sửa sẽ ở chung với mình và đi chung với mình suốt quãng đời còn lại. Còn nếu các bạn còn trẻ, chưa đủ thời gian để tìm hiểu hoặc là chưa đủ kiến thức để hiểu được con người của đối tượng thì có thể là sự lựa chọn của mình sẽ là một sự chọn sai lầm. Và nó dẫn tới là hôn nhân sau này nó sẽ không được bền vững. Cái sự ưu tiên mà mình muốn nói đây á, là khi mình có gia đình thì mình đặt gia đình của mình lên hàng đầu. Và khi mà bạn chưa đủ chín chắn để suy nghĩ được cái chuyện đó đó thì bạn sẽ đặt bạn bè của bạn lên hàng đầu. Thì thay vì thế này đi, bạn có vợ có chồng, nhưng mà khi mà bạn bè bạn thân của bạn á gọi nói mà có thể tới đây để mình tâm sự với tao chút xíu được không? Khi mà bạn không biết được là cái gì quan trọng hơn á thì bạn sẽ đến với bạn thân của bạn mà bạn bỏ gia đình của bạn, thì đó là không nên trong chuyện hôn nhân. Tại vì mình nên đặt gia đình của mình lên hàng đầu, lên cao nhất so với các bạn thân của mình nữa. Tại vì gia đình của mình là quan trọng nhất. Gia đình của mình á, sau này mở rộng hơn còn có con cái của mình nữa. Mình không lo cho con của mình thì không ai lo cho con của mình hết. Bạn thân của mình cũng không lo cho con của mình bằng như là mình lo đâu. Nên là mình phải ưu tiên gia đình mình trước. Thì khi mà bạn có sự nghiệp á, nó sẽ cho phép bạn có tài chính ổn định để bạn nuôi bản thân và nuôi gia đình tương lai của bạn sau này. Tại vì mình còn trẻ quá mà, trừ những người mà 18 tuổi mà đã có tiền tỷ á, thì không nói ha. Nhưng mà đối với những người mà bình thường á, thì nếu mà kết hôn sớm mà chưa có sự nghiệp thì đó là đó có thể là một quyết định sai lầm. Khi mà mình chưa có sự nghiệp á, thì nó rất là khó để mà có tài chính ổn định cho tương lai sau này. Tài chính chưa được độc lập có nghĩa là tài chính của mình phụ thuộc vào người khác, mà tài chính mà phụ thuộc vào người khác thì nó rất là khó lòng các bạn. Tại vì mỗi lần mà mình muốn mua bất cứ món đồ gì cho riêng mình hoặc là cho người thân của mình đều phải thông qua cái người mà mình phụ thuộc tài chính đó. Mỗi lần mà mình muốn mua đồ hay là mình muốn mua bất cứ gì mình cũng đều phải thông qua người bạn đời của mình, thì có thể nó sẽ gây ra một cái sự gọi là khi dễ đó. Tại vì mình đâu có tiền đâu. Thì cái gì mình cũng hỏi cái người đó hết thì nó lâu ngày nó sẽ trở thành một gánh nặng. Và khi mà gánh nặng đó mà tích tụ lại thì nó có thể trở thành một cái yếu tố để làm hôn nhân đổ vỡ. Kinh nghiệm sống mình đang muốn nói ở đây là cách đối nhân xử thế. Cách đối nhân xử thế đối với không phải đối với mọi người đâu, mà là đối với người bạn đời của mình. Khi mà mình ở chung với người bạn đời của mình đó, thì mình học phải học chẳng hạn như là phải kiên nhẫn nè, phải là vị tha nè,
và phải hiểu được rất là nhiều thứ để mà có thể sống một cách hòa hợp. Đây là những kinh nghiệm mà mình đúc kết lại từ bản thân và những người xung quanh. Mình xin kết thúc video tại đây. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy bấm like, đăng ký kênh của mình và chia sẻ rộng rãi cho mọi người biết nhé. Nếu các bạn có ý kiến gì về bài vlog của mình thì hãy comment ở dưới. Mình cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.